Mẹ, mẹ mới về ạ? Nước không lấy. Không cần nước nôi cái gì hết, ngồi xuống tôi nói chuyện đây. Tại sao điểm thi của con điểm toán là chỉ có 9 điểm là như thế nào? Dạo này mẹ đèn con rất chi là sát. Tại sao kết quả lại làm cho mẹ thất vọng như thế? Con xin lỗi ạ, vì là con không tập trung nghe lời cô dạy. Nhưng mà điểm 9 cũng có thấp đâu mẹ. Sắp thi đại học rồi, như thế này thì làm sao vào cái trường được top 1? Nhưng mà tất cả các môn, môn nào cũng 10, còn mỗi môn là được 9 điểm. Sao mẹ không khen con? Đấy là kết quả của cái sự lơ là của con, của cái sự không cố gắng của con. Mẹ không thích con cãi mẹ như thế đâu. Đứng dậy đi vào buồng học. Từ bây giờ rồi đi nhá, không còn thời gian nữa. Không lơ là một giây một phút nào cho đến khi con đạt được kết quả tốt. Nếu như mà con không cố gắng á, thì suốt đời luôn luôn thất bại thôi. Còn mẹ suốt ngày chỉ biết chê trách con thôi, không biết con là người hay là robot nữa. Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng là cái việc mà chúng ta muốn con cái mình học nhiều đó là cho con hay là cho mình? Đúng vậy. Vì con hay là vì cái danh dự của gia đình, vì cái thể diện xã hội, đúng không? Tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái hiện trạng khá là phổ biến. Mà không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở tất cả các nước, đặc biệt ở nước Á Đông. Họ không quá tập trung vào việc là con mình thực sự thích điều gì, mà đơn giản là mình đã đặt con vào môi trường này thì nó phải là số 1. Và chính vì thế nên là mới có cái chuyện là không phải là học hành nữa, mà là bạo hành rồi. Chúng ta luôn luôn ở một cái tư cách của một cái người dẫn dắt, một người kỳ vọng, một người đầu tư. Thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ là hình như là con cái chúng mình đang học hành chưa đủ, dẫn việc đến việc là tất cả các bậc phụ huynh dường như đều phải bị xô vào một cái cuộc đua vô tận của việc là học thêm này, tìm kiếm thầy cô tốt này, thậm chí là phải đi rất là xa, bỏ những khoản tiền lớn. Ở rất nhiều trường hợp, và đặc biệt là các kỳ thi lớn, thì đôi khi nó biến thành một cái cơn ác mộng, bạo hành cả về thể chất và tinh thần. Tôi đã chứng kiến những em bé mà vừa mới học xong chính khóa chỉ có 20 phút để có thể ăn vội vàng một cái bữa ăn, mà chắc chắn là nếu như mà người lớn chúng ta cứ duy trì một cái lề lối sinh hoạt như thế thì sẽ dẫn đến những cái căn bệnh về tiêu hóa và thần kinh. Ở góc độ mà của các người thầy, chúng tôi cũng thông cảm cũng hiểu thôi, là đó là với một số các thầy cô giáo chẳng hạn, nếu mà dạy môn của mình thì phải muốn cái học sinh môn đó thích học môn của mình nhất, đúng không ạ? Nhưng mà phải hiểu một điều là em ấy còn học thêm 7-8 môn ở cùng cái kỳ nữa. Thế thì có lẽ bố mẹ phụ huynh ấy cũng phải hiểu cho con mình là ngoài một môn học mà con phải cố gắng để tập trung này, bởi vì con đang hơi yếu một chút này, thì con còn những môn học khác, con còn những giờ học khác, con còn bạn bè, những cái yêu thương ấy, rồi những cái kỳ vọng ấy, cũng phải có những cái sự kiểm soát nhất định. Để mà cố ý để tạo dùng kỷ luật hay tạo ra những biện pháp cứng rắn để áp dụng lên đứa trẻ thì chắc chắn là bố mẹ không mong muốn điều đấy. Thế nhưng mà chính bố mẹ cũng đang chịu cái tải của cái việc đấy rất lớn. Ngày xưa hồi mà em còn nhỏ mà bố mẹ em có tác động vật lý nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng em không cảm thấy tổn thương. Nhưng bố mẹ em mắng mà nói cái câu gì nó sâu cay thì em nhớ mãi muôn đời. Thì em tin rằng là cái bạo hành về tinh thần nó mới là cái kinh khủng. Và mình rút kinh nghiệm từ bản thân mình thì với các con thì mình cũng sẽ phải có những cái biện pháp làm sao nó phù hợp. Còn một cái điều nữa mà chúng tôi cũng thấy rất là rõ ràng, đấy là cái việc mà học thật là nhiều môn rồi chạy xô đi học đó, nó có phải là mong muốn của các con hay không? Có rất nhiều trường hợp các bạn trẻ đã gặp phải những vấn đề tâm lý. Nó xuất phát từ việc là cái guồng quay của cái việc học, học chính, học thêm, và không có cái sự phản hồi và có những cái trao đổi giữa cha mẹ và con cái, dẫn tới những gánh nặng tâm lý khiến cho các bạn trẻ học hành sa sút và còn có những cái hệ lụy còn nguy hiểm hơn. Khi chúng ta nói đến từ đồng hành, đúng không ạ? Đấy là một cái quan hệ hai chiều. Không có nghĩa rằng là chúng ta đang trợ giúp cho con, mà còn có nghĩa rằng là con cũng đang cho lại cha mẹ những bài học. Cha mẹ bây giờ cần nhiều kỹ năng hơn như thế. Chúng ta sẽ cần phải có những cái tri thức của bản thân về khoa học công nghệ, về sử dụng máy tính, về sử dụng tất cả những cái công năng mà các bé sẽ phải ứng dụng ở trong cái con đường học hành. Và với những cái bậc bố mẹ mà không nắm được một tí gì thì sẽ dễ dàng bị con gọi là đang chat hay đang chơi điện tử hay đang làm một cái gì đó ẩn, thì nói là chỉ nhìn thấy con đang chơi ngồi máy tính thôi là ok, đấy là con đang học. Và chúng ta cũng sẽ phải có một cái sự đồng hành thông minh, chứ không chỉ thuần túy là một cái việc máy móc dựa trên quản lý thời gian. Đồng hành thông minh nghĩa là thấu hiểu những điều con đang làm, thấu hiểu những điều con đang nghĩ, thấu hiểu cơ thể và sức khỏe của con. Các nhà trường thì cũng đều nói là nhà trường đồng hành cùng với phụ huynh và học sinh. Thế là cái đích của cái việc là đồng hành thì chúng ta đi đến đâu, thì tôi nghĩ rằng là cái góc độ mà đồng hành mà nhà trường có thể làm được nó vẫn ít hơn so với cái góc độ đồng hành của các bậc phụ huynh đối với con em của mình. Bởi vì thầy cô thì cũng có bao nhiêu là học sinh khác, đồng hành như thế nào, cụ thể như thế nào. Tôi nghĩ là ngay bắt đầu từ trong gia đình,
từ những người bố người mẹ với những đứa con của mình. Có những kiến thức của con mình không thể nào mà nắm bắt hết được. Thế thì cái câu chuyện là có thể là mình kết hợp với nhà trường, có thể mình kết hợp với những phụ huynh khác, và đặc biệt là lắng nghe cả con nữa. Cách quan trọng là nó thể hiện ở cái kết quả học tập của con. Nếu con vẫn có một cái kết quả học tập tốt và vẫn nghe được là thầy cô nói rằng con đi học con vẫn rất là ngoan, đảm bảo được tiến độ học tập, thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Mình cũng đừng quá gây ra cái áp lực với mình. Mình phải là người bình tĩnh hơn con thì mình mới có thể nhìn được cái con đường dài của con. Thế thì ngoài cái việc mà mình có thể hỗ trợ con về mặt kiến thức thì mình có thể hỗ trợ con về bữa ăn, về giấc ngủ. Đôi khi là mình cũng phải 50-50 thôi. Chứ mà cái gì mình cũng muốn là nó đạt đến cái tiêu chí cuối cùng, nó rất là khó. Cũng phải đồng hành và lắng nghe con dần ạ. Ở trong một cái xã hội rất là phát triển như thế này thì cái việc mà học nhiều là tất yếu thôi. Nhưng để mà cái chuyện học hành trở thành bạo hành ấy, nó vẫn là một cái sự chủ quan duy ý chí, một cái tác động từ phía bên ngoài, chứ nó không xuất phát từ cái nhu cầu mong muốn học hỏi và cái sở thích được học của các con nữa. Đúng vậy, một con người trong thời kỳ hiện đại phải có kỹ năng quan trọng nhất đấy là khả năng tự học. Tự học những cái gì phù hợp với mình, tự học những cái gì mà mình quan tâm và biến nó trở thành kiến thức, thành kỹ năng để chúng ta có thể trưởng thành và đóng góp cho xã hội và tạo ra kinh tế cho bản thân cũng như là gia đình, đúng không ạ? Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện về chuyện học hành của con cái, về áp lực của cha mẹ và áp lực của các bạn học sinh với chủ đề của ngày mai, đó chính là bên ngoài phòng thi. Còn bây giờ, điều nhỏ bé kỳ diệu ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.